Năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự 4 sân chơi quốc tế quan trọng, đội của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã tham gia vào tổng cộng 19 trận đấu tại các sự kiện vòng loại Olympic 2024, SEA Games 32, World Cup nữ 2023 và ASEAN 19. Việc giành được huy chương vàng SEA Games thứ 8 trong bối cảnh chuyển giao thế hệ đã được đánh giá là một thành công lớn, cùng với việc ra mắt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới là một dấu mốc đáng nhớ khác. Tuy nhiên, không thể lọt vào top 3 đội nhì bảng với thành tích ấn tượng, dẫn đến việc loại ngay từ vòng bảng tại ASEAN 19 và sau đó dừng bước ở vòng loại thứ hai Olympic 2024 đã làm nhiều người thất vọng. Các cuộc đối đầu với các đội bóng hàng đầu của châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương trong năm 2023 đã mang lại cơ hội cạnh tranh và rút ra nhiều bài học quý báu. Tuy nhiên, những thất bại cũng là minh chứng cho sự khác biệt lớn về trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và các đối thủ hàng đầu. Không chỉ về thể lực mà còn về cách tiếp cận trận đấu, kỹ thuật và chiến thuật, chúng ta đang tụt hậu quá xa. Để cải thiện tình hình này, đội tuyển nữ cần phải thiết lập một kế hoạch dài hạn, bao gồm việc tìm kiếm huấn luyện viên tài năng và có tầm nhìn, cũng như tăng cường cơ hội giao lưu quốc tế. Tuy nhiên, có thể sẽ không dễ dàng thực hiện những điều này trong tương lai gần. Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2024 hiện vẫn chưa được xác định. Giải đấu duy nhất mà họ sẽ tham gia là giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc tổ chức giải này vẫn chưa có thông báo chính thức ngoài việc đổi tên thành ASEAN Women Championship. Điều này dẫn đến khả năng rằng các tuyển thủ sẽ phải tập trung vào một giai đoạn duy nhất, hoàn toàn trái ngược với lịch trình dày đặc của họ trong năm 2023.